Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh youtube Audio Kiếm Hiệp và kênh youtube Chuyện Làng Ngọc thân mến Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 153 Của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc độc bộ thiên hạ tác giả Thạch Trư Qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy Trước khi nghe chuyện các bạn hãy mất chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong truyện. Các bạn cũng có thể luôn hết ủng hộ động viên cho Khánh Duy Bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 153 Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo phần trước Lúc bây giờ Tiếng của tinh đế đột nhiên chuyển tới Mang theo sắt khí lạnh lạnh Hắn lên tiếng nói Ba vị vô hoàng Nếu các ngươi đến đây với chân thân Thì thạch mỗ tất nhiên sẽ nhượng bộ ba phần Nhưng chỉ là ba tôn cấm pháp phân thân Thì chẳng là gì trong mắt thạch mẫu cả Hôm nay thạch mẫu liền thử đồ sát vô hoàng Một lần xem sao Sao Tàn sát vô hoàng sao Lời này nói ra Khiến tất cả mọi người đều sợ hãi Chuyện đến nước này chỉ cần đại đa số các thánh chủ không quá ngu xuẩn Hẳn là sẽ biết Diệp Húc lúc này Lúc nãy chính là mượn tay ba vị vua hoàng Giết chết đám người thạch la thánh chủ Mục Thanh Sơn Có thể nói thâm hiểm đến cực điểm Ba vị vua hoàng rõ ràng là cũng biết tình huống này Không đồng ý làm con dao giết người của Diệp Húc Nên mới dự định rời đi Nếu như đổi lại là thánh chủ khác Tất nhiên sẽ chỉ mong cho ba vị đại vua hoàng này rời đi Nhưng tinh đế lại không sợ chút nào Không những muốn giữ ba vị vua hoàng lại thậm chí lại còn nói ra lời muốn tàn sát vua hoàng. Mặc dù ba người này không phải là chân thân mà là cấm pháp phân thân của vua hoàng, nhưng cũng không thể xem thường. Một trưởng của họ có thể đem bảy vị đại thánh chủ hết thảy giết chết, ép đến mấy bộ cấm bảo phải trở về tông môn, thậm chí ngay cả một vài cấm bảo bán thành phẩm khác cũng bị đánh vỡ. Cái loại uy thế này là vô cùng kinh người, ai dám can đảm đối đầu trực diện với ba vị vua hoàng này đây. Nhưng tinh đế lại cố tình nói ra lời này há có thể không khiến cho người ta kinh sợ còn về phần diệp húc ngay cả vua hoàng cũng dám dở trò mượn đao của vua hoàng giết người của tinh đế càng khiến cho người ta phải chú mắt thậm chí có người còn căm giận tại sao bản thân không thể mượn tay vua hoàng để thực hiện dã tâm của mình ba vị vua hoàng thật là tốt tính bị tên diệp thiếu bảo đó lợi dụng như vậy mà vẫn không giết hắn ta Ai, đổ lại là ta sớm đã một trường đánh chết cái tên tiểu tử này rồi có điều bọn họ không phải là vua hoàng không hiểu được tâm cảnh của vua hoàng Ma Hoàng và hai vị tuần thiên sứ sở dĩ ra tay bởi vì khi Mục Thanh Sơn công kích Diệp Húc, đem bọn họ cũng bao ở bên trong phạm vi công kích, kích động nghịch lân của Vu Hoàng, khiêu chiến uy nghiêm của Vu Hoàng, do đó tất yếu phải chu diệt. Chu sát Mục Thanh Sơn là do đám người Ma Hoàng tự nguyện, không liên quan đến Diệp Húc, vì vậy bọn họ mới không tính món nợ này với hắn. Có điều Diệp Húc vì muốn lôi kéo bọn họ, dùng lời nói kích động tinh đế nhằm lợi dụng tâm tư của bọn họ, đây mới là khiến cho ba vị vua Hoàng tức giận, nổi lên ý muốn giết hắn. Diệp Húc tuy rằng trong lòng có ý lợi dụng, nhưng Tinh Đế lại khiêu chiến trắng trợn. Điều này đối với ba vị Vu Hoàng mà nói, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên trong lòng bọn họ càng muốn xử lý Tinh Đế hơn, là trình trị Diệp Húc. Thú vị, một con kiến to đầu lại dám khiêu chiến Vu Hoàng. Loại chuyện này, bổn hoàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Có điều không thể không thừa nhận, Tinh Đế người đích thực là có thực lực khiêu chiến bổn hoàng phân thân. Ma Hoàng trong mắt sắt khí bắn ra bốn phía nói, cũng chỉ là phân thân mà thôi. Nếu chân thân của bọn hoàng đến trước, người đến cả một chiêu cũng không cách nào mà chống lại. Ồ, oh, tinh hà trụ quang thế, ngay cả thiên giới cũng không gặp nhiều. Một vị tuần thiên sứ đánh giá cao thấp tinh đế, lắc đầu nói: "Tiền đồ của ngươi rộng lớn, hà tất phải làm khó mình, nhất định muốn chết ở đây ư? Hay là ngươi cho rằng ngươi ở trên thiên giới có người quen biết nên có thể không kiêng lệ gì đấy?" Một vị tuần thiên sứ khác cau mày nói: "Có điều người người tinh cung các người quen biết trong thiên giới kia với tuần thiên sứ chúng ta hoàn toàn không phải là cùng một thể hệ cho dù có giết người người đó cũng không thể tìm đến chúng ta được tinh đế từ từ đi đến không gian bên ngoài mặt vô biểu cảm nói thạch mỗ một đời tung hoành một đời cường mạnh đã có lúc nào từng dựa vào người khác sao ở trong tinh cung ta mạnh nhất ta lớn nhất nếu như dùng đến cấm bảo thì sẽ là thạch mỗ ức kiếp các ngươi các ngươi chỉ là cấm pháp phân thân bây giờ thạch mỗ dựa vào một mình bản thân với ba vị vua hoàng quyết phân cao thấp một lần hai vị tuần thiên sứ nhìn nhau im lặng gật đầu bước lớn đuổi theo tinh đế một người trong đó nghiêm nghị lên tiếng người nếu như hôm nay không chết sau này nếu thành vua hoàng tất sẽ là một nhân vật tài giỏi khí thế của bọn họ hoàn toàn phát ra mấy bước thôi liền đi ra khỏi tinh cung đại lục đi vào hai tòa đại trận đến bên ngoài không gian ma hoàng cười lại một tiếng trầm giọng nói dư nhi con ở đây đợi một lát, vi phụ đi rồi sẽ về ngay. Y vài bước đạp ra, biến mất ở giữa không trung. Đây là một trận đối quyết khiến người ta khó mà tưởng tượng, cũng là một trận quyết chiến rất khó thừa nhận. Ba vị vua hoàng cấm pháp phân thân cùng với vua hoàng đệ nhất thế giới cao thủ chiến đấu, lực hủy diệt đã khiến cho tinh cung miền thánh địa này vô phương mà chịu đựng. Do đó, chỉ có cách đi đến vũ trụ tinh không mênh mông, vũ trụ rộng lớn vô ngần mới có khả năng chịu đựng được công kích của bốn người bọn họ. Có điều đáng tiếc là Diệp Phúc cùng các thánh chủ khác lại không có cách nào lên trước xem chiến đấu. Thực lực của bọn họ tuy rằng cao minh nhưng vẫn chưa cao minh đến độ có thể gần xem lại chiến đấu giữa những cường nhân như vậy. Tiểu tử thối. Ma La Dư đại ma hoàng rời đi liền lập tức hoạt bát hơn rất nhiều tiến đến bên cạnh Diệp Phúc trừng mắt nói. Bộ phân thân này của cha ta nếu như gặp bất chắc gì thì ngươi đợi chết đi. Ông nhất định sẽ lột ra ngươi. Diệp Phúc cười khổ một tiếng nói Ma hoàng, thân là Vũ hoàng sẽ không hẹp hỏi vậy chứ? Cha ta tung hoành hàng của ma vực, người có thể lợi dụng được ông đều là người chết cả. Còn ngươi lại không chỉ lợi dụng cha ta một lần, người chết chắc rồi. Ma La Dư chớp chớp mắt, đột nhiên ánh mắt trào lên một lớp sương mù, bả vai đĩ đà nhà vào lòng Diệp Húc khổ sở, đáng thương nói: Phần thân của cha ta thật sự bị đánh vỡ rồi, người ta một mình chơi trọi ở thế gian vu hoang này, lạ nước lạ cái, người có thể bảo vệ ta không? Diệp Phúc đầu to như cái đấu, gượng cười hai tiếng lòng nghĩ. Ta vừa mới đính hôn với Phượng Yên Nhu xong, lại thoái thác hôn sự của khổng tước. Yêu chủ, nếu như lại nhìn thấy ta đang câu tam đắp tứ, thì thật sự là chết chắc rồi. Hắn quay đầu nhìn lại, thì thấy yêu chủ quả nhiên đang hướng bên này nhìn tới, vẻ mặt khó chịu. Hắn không khỏi dùng mình một cái, vội vàng lùi xa nữ ma đầu ma la dư này một chút. Nữ ma đầu lập tức lại dán vào hắn, mỉm cười nói. Người vẫn chưa nói em dâu là ai kìa, mau giới thiệu đi. Diệp Phúc chỉ cảm thấy đầu mình lại càng to hơn Hắn chỉ đôi câu và lời Liền mượn tay vua hoàng tiêu diệt được bảy vị thánh chủ Lại ngắn gọn một câu đã làm hỏng đại kế của tinh hoàng Khiến cho tinh hoàng tinh đế Phải chiến đấu với ba vị vua hoàng Cấm pháp phân thân Có thể nói là lật tay thành mây Đảo tay thành mưa Đem thiên hạ anh hùng đùa bỡn trong lòng bàn tay mình Thế nhưng gặp phải Ma -La Dư Liền có chút không thể thi triển mưu mô Cũng không thể làm trò xảo quyệt âm uhm nơi tinh không xa xôi đột nhiên bùng lên một màu sắc tinh lệ giống như một cái vòng tròn bốn phía thổi quét chắc hẳn là tinh đế đã bắt đầu giao thủ với một vị vô hoàng nào đó loại công kích dư âm bốn phía khủng khiếp đó trùng trùng điệp điệp phạm vi công kích cũng phải đến hơn 10 vạn dặm khiến cho các vị thánh chủ đang đứng ở tinh cung quan sát không khỏi biến sắc một kích sắc bén như vậy cho dù là bọn họ tế khởi cấm bảo e rằng cũng khó mà làm được sợ rằng chỉ có những thánh chủ lão luyện của trung thổ thần châu ví dụ như đám người yêu chủ quỳnh tiêu công chủ mới có thể dựa vào cấm bảo mà thi triển được một kích quy năng như vậy bên trong tinh không vô biên từng loạt từng lượt công kích giống như những viên pháo hoa liên tục không ngừng trong nháy mắt liền tương đương với hai bộ cấm bảo va và vào hàng vạn lần khoảng tinh không đó đều bị đánh tan lưu lại từng vết nứt khiến người ta nhìn thấy ghê người những vết nứt thư không này có cái dài cả mấy trăm vạn dặm đột như một quả tiểu của tinh cầu đường kính trên dưới vạn dặm bay đến kinh qua một vết nứt thư không lập tức bị năng lượng ẩn chứa bên trong vết nứt đem nó săn bằng nát vụn lộ ra tinh hạch cực lớn bên trong bọn họ giao thủ thậm chí khuấy động cả những tiểu tinh cầu đem những ngôi sao này đánh đến vỡ vụn thậm chí có một vài cái còn bay thẳng đến thiên cư tinh cung những mảnh vỡ tinh cầu này mang theo uy năng vô cùng đáng sợ phá tan phong tỏa của hai tòa đại trận xuất hiện trên đầu mọi người giống như những hỏa cầu cực lớn xẹt qua từng đạo hỏa cánh thật dài khói đặc cuồn cuộn đâm vào đại lục tinh cung oanh 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 đại lục tinh cung dung nay kịch liệt từng mảng núi lớn tức thì gặp phải công kích bị nện thành từng hố sâu phạm vi đến cả nghìn dặm mau mau chóng thu động đại trận bảo hộ tinh cung một vị lão nhân tinh cung thế thế cũng không khỏi biến sắc cao giọng quát lên cường nhân của chu thiên tinh cung đều lần lượt ra tay thu động chu thiên tinh đấu đại trận và trụ quang đại trận Cả lại những mảnh vỡ tinh cầu đang cấp tốc lao đến kia tránh khỏi bị hai vị cường nhân trong lúc giao đấu đem miền thánh địa này phá hủy ngay. Ở giữa không trung, thình linh xuất hiện tinh quang vô cùng vô tận, tạo thành một đạo tinh hà, rõ ràng là tinh đế đang lúc sử dụng tinh hòa trụ quang thể của mình để thi triển ra thủ pháp thực lực mạnh nhất. Quá kinh khủng, quá kinh khủng rồi. Một vị thánh chủ ngẩng đầu nhìn lên, mặt tái mét, trong miệng lẩm bẩm nói. Thánh chủ hạ gia lại càng biến sắc hơn, y vừa nãy mới cứu chiến tinh đế, hiện giờ mới biết khoảng cách giữa hai người chênh lệch lớn đến thế nào. Tuy nói Y cũng gần tiếp cận cảnh giới vô hoàng, nhưng so với tinh đế vẫn thua kém hơn rất nhiều. Loại công kích của cường độ đó, y cao giọng nói: "Con trai ta, Hạ Đông Dương chính là có tư cách thánh chủ, cũng là long chủng của chẫm, sau này sẽ kết tục ngôi vị của chẫm, Vinh đăng đại báo. Tương lai, like, đại hạ đại quốc ta sẽ thống nhất vô hoàng, trở thành cộng chủ thiên hạ. Yêu chủ, đến lúc đó con gái ngươi sẽ là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, sẽ không mặc đãi con gái của người chứ?" Yêu chủ khẽ lắc đầu rồi lại cười nói Hạ huynh Tiểu nữ được hạ huynh coi trọng Tiểu đệ trong lòng rất cảm kích cả Có điều tiểu nữ đã hứa gả cho người khác Cũng đã đính hôn Vẫn mong hạ huynh thứ lỗi cho Thánh chủ hạ ra hư lại một tiếng Về mặt không hài lòng thản nhiên mà nói Yêu chủ Đính hôn rồi vẫn có thể hủy bỏ Nếu không thì giết tên vị hôn phu của lệnh ái Con trai ta lấy một quá phố Chắc cũng không đến mức bôi nhọ thân phận của nó Yêu chủ Ngươi cần phải biết chấm này đã khác xưa, dung hợp với máu của đế học thần vương, lại đạt được vu pháp thần vương, tu vi đại tiến. qua mấy chục năm nữa tất có thể đột phá trở thành vu hoàng. đến lúc đó người muốn đem con gái gả cho long trùng của chấm, sao rằng chấm sẽ không thèm để ý đâu. yêu chủ mặt hơi biến sắc điểm như nói, hạ lý người quá cản dữ rồi. sao cản dỡ sai rồi, đây gọi là thực lực. A, 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 a. Thánh chủ hạ ra ha cười lớn Nói như gió nhẹ mới bay Yêu chú Nghe nói ngươi là kỳ tài yêu tộc Nhưng trong mắt của chấm Cũng chỉ là loại gà đất cháu cánh Không chịu nổi một kích đâu Nếu ngươi đã không đồng ý Giết con rẻ của ngươi Vậy chấm sẽ giúp ngươi giết vậy Có điều Chấm muốn không phải là một đứa con gái của ngươi Mà là bảy đứa Hết thảy Đều gả cho Đông Dương Bảy đứa cùng chung một chồng à, 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 à. Đừng từ chối chấm Thực lực của chấm đến nay đã vượt trên ngươi rồi yêu chủ giận tím mặt sắt khí lập tức từ trong cơ thể tỏa ra dày đặc đột nhiên nghe thấy một âm thanh truyền đến hạ đông dương là cái thá gì cũng đòi xứng với phu nhân ta sao trong mắt thánh chủ hạ gia sắt khí đại động theo tính nhìn lại thì thấy diệp phúc chậm chậm bước tới khẽ cười nói hạ lý lá gan của ngươi không nhỏ cứ nhiên dám động đến ta sao ngươi có biết như thế này là ngươi đang đào mồ cho con trai mình hay không thánh chủ hạ gia hừ lạnh một tiếng mặt mày trở nên vô cùng âm trầm lướt yêu chủ một cái lại ha ha cười nói yêu chỗ thì ra ngươi đem con gái ngươi hứa gả cho tên tiểu tử này tên tiểu tử này trên nhảy dưới tránh liên tiếp với hạ gia ta đối nghịch chấm đang muốn giết hắn ta Hư, cái gọi là đi mòn gót giày sắt không tìm được lại từ dân xác đến là đây ái chà người xem tính tình của ta này à, ta đột nhiên nhớ ra người không cần đào mồi cho hạ đông dương nữa rồi diệp phúc ca ha, ha cửa lớn dài giọng nói bởi vì long chồng của ngươi ở Tây Thục khiêu khích ta đã bị ta một tay bóp chết thật là trời đố kỵ anh tài hey, trời đố kỵ anh tài mà mỗi lần như đến loại thiếu niên tài năng Tuấn Kiệt này cư nhiên lại chẳng niềm mất sớm liền khiến ta không kiềm nổi mà rất lại thương tiếc không thôi hey, Hạ lý người lão lai tăng tử kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh vẫn xin bớt đau buồn đừng quá mi thương mà tổn hại đến thân thể xin bớt đau buồn bớt đau buồn Mara dư theo đến bên cạnh Diệp phúc nghe thế thế thì bật cười lẩm hám một cái cười nói thiếu bảo người hư quá rồi đấy người xem cái tên trước mặt người sắp bị người làm cho tức chết rồi kìa thánh chủ hạ ra hai mắt hàn đỏ nặng nề hồn hển thở ra vài hơi khí thế càng ngày càng mạnh nhìn thẳng vào diệp phúc mắt cũng không thèm chớp lấy một cái hờ hững nói đồng dương thật sự đã chết dưới tay ngươi rồi sao diệp phúc vẻ mặt tươi cười mở miệng không thể là giả được hạ lý nếu như người muốn tưởng niệm long chủng của ngươi diệp mô cũng có thể đưa ngươi đi gặp hắn ta được Người chết đi Thánh chủ hạ gia phẫn nộ tới cực điểm Cuối cùng cũng bùng phát Một trường hướng Diệp phúc đệm xuống Chỉ thấy tâm trường của y Đột nhiên xuất hiện cảnh tượng Thái dương hủy diệt bùng nổ Thế giới tan vỡ đổ nát kinh khủng Đây chính là một thức ấn pháp uy năng khủng bố nhất trong chư thiên thần vương công đức ấn Hạo thiên thần vương diệt tuyệt ấn một ấn pháp này uy năng ở trong tay hắn so với trong tay diệp phúc vẫn là lớn hơn rất nhiều có điều ấn pháp của diệp phúc thắng về linh hoạt thiên biến văn hóa còn môn ấn pháp này của thánh chủ hạ gia lại hiện ra có chút cầu thả. Diệp Húc đột nhiên tới khởi Ngọc Lâu, không nói một lời, liền đem Ma La thu vào bên trong, tránh khỏi nàng bị hai người trong lúc giao thủ đả thương. Cùng lúc đấy, từng tôn thiên đế pháp tướng bên trong Ngọc Lâu dung nhập vào thân thể, đột nhiên hiện ra bản vương bất diệt chân thân. 66 cánh tay đồng loạt thi triển Hạo Thiên Thần Vương Diệt Tiệt Tuấn, cùng loại với ấn pháp kia cứng rắn chống lại. Rầm rầm rầm. Hai luồng lực lượng tuyệt cường va vào nhau, chấn đến mức Chu Thiên Tinh Cung bộ cấm bảo này rung lắc dữ dội không ngừng. Thánh chủ hạ gia chỉ thi triển ra một thức diệt tuyệt ấn mà Diệp phúc lại liên tiếp thi triển hơn 66 đạo. Lực lượng tích thêm, uy năng so với thánh chủ hạ gia không thua kém chút nào. Cùng là một thức ấn pháp ở trong tay của hắn và ở trong tay của thánh chủ hạ gia lại có hiệu quả tương phản. Diệt tuyệt ấn pháp do Diệp phúc thi triển càng có cái loại cảnh tượng hùng tráng, thương tiêu tử tịch của thế giới sụp đổ. So với thánh chủ hạ gia cũng phải thắng được không ít. Hơn nữa, Thôi động Tâm Pháp Chư Thiên Thần Vương Công Đức Ấn chính là Công Đức Kim Luân. Công Đức Kim Luân của Diệp Phúc đã tu luyện đến cao độ, đạo đức Kim Luân, cách Công Đức Kim Luân tầng thứ 8, chỉ còn xa một bước, mà Công Đức Kim Luân của Thánh Chủ Hạ Gia lại chỉ luyện ra lục đạo Kim Luân. Nếu như là cùng tu vi cảnh giới, uy lực của Thần Vương Công Đức Ấn trong tay Diệp Phúc tuyệt đối có thể gấp mấy chục lần, thậm chí cả trăm lần so với uy lực của trong tay Hạ Gia. Vù. Một cây ngọc thụ bay lên, thủy khí thiên điều điểm thêm một ít lá xanh lồng lộng ở trong mây giống như một cây trụ lớn kình thiên hướng đầu thánh chủ hạ Gia mà đập xuống diệp thiếu bảo chư thiên thần vương câu đức cấn của ngươi trong mắt của chấm cũng chỉ là múa dịu qua mắt thợ chấm muốn giết ngươi thì trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi đâu thánh chủ hạ Gia hừ lại một tiếng đột nhiên quanh thân xuất hiện chín đạo nhân hoàng phân thân chín đạo phân thân này rõ ràng đều là cảnh giới đỉnh cao nhân hoàng tu vi thâm hậu so với nhân hoàng bình thường còn mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần 18 cánh tay y triển khai đủ loại chư thiên thần vương công đức ấn, phóng lưng cao đối chiến với kiến mộc thần trượng hạ lý nơi này suy cho cùng cũng là địa bàn của chu thiên tinh cung chúng ta dù sao cũng là khách nếu như đánh chết người của tinh cung rồi thì trước mặt tinh đế cũng không dễ ăn nói đâu thân hình diệp phúc đột nhiên biến mất dung nhập vào trong không trung tiếng cười từ không trung vọng ra hạ lý nếu như người muốn chết thì theo lên đấy. thánh chủ hạ ra một trường oanh kích trên không ánh mắt hướng muốn phía tìm kiếm đột nhiên vươn người đứng dậy cờ lạnh mà nói trưởng không ấn hư không ấn sao chấm đã gần tiếp cận phù hoàng hơn nữa cũng tinh thông chư thiên thần vương công đức ấn người muốn từ trong tay của chấm trốn thoát ư không có khả năng đó đâu chấm phải giết cả nhà ngươi chu di cựu tộc ngươi thân hình của y đột nhiên biến mất một khắc sau hai người xuất hiện bên ngoài vạn dặm trong không trung giao thủ một lần thánh chủ hạ gia vừa muốn ra tay chỉ thấy diệp phúc một lần nữa ẩn nấp biến mất không thấy gì nữa hai người bọn họ trong nháy mắt liền chấp hiện cả vạn lần mỗi lần cách nhau cả tới nghìn dặm loại tốc độ này cho dù là vô hoàng so ra cũng còn kém cỏi đám người yêu chủ và cung chủ quỳnh tiêu tuân sư cổ vội vàng đuổi theo nhưng lại cứ cách chỗ diệp phúc cùng thánh chủ càng ngày càng xa không khỏi ngạc nhiên nếu tốc độ của hai người diệp phúc và thánh chủ hạ ra toàn bộ dốc hết thì trong đương thế sẽ là vô song có thể nói muốn đuổi theo hai người này ngay cả vô hoàng đều không có cách nào mà làm được Chẳng trách tên tiểu tử này nói Nếu hắn muốn đi thì trong thiên hạ không ai có thể giữ được hắn Xem tốc độ này của hắn Ta quả thực ngăn không nổi Yêu chủ như mày thầm nghĩ Tù vì thực lực của thánh chủ hạ gia Là vô cùng mạnh Lại tu luyện môn công pháp giống nhau Lần này chỉ sợ tên tiểu tử này gặp nạn rồi Đột nhiên lại có một thân hình phóng lên không trung Thẳng hướng Diệp Húc và Hạ Ly Vừa rời đi mà bay đến Vị lão tăng này về mặt từ bi Thất đạo công đức kim lên phía sau Phật đâm đại sướng ấn pháp thi triển rõ ràng cũng là chư thiên thần vương công đức ấn có điều cái mà hắn thi triển là một đạo ấn pháp thiếu khuyết tốc độ so với diệp phúc và thánh chủ hạ gia kém hơn một bậc xa xa cao giọng nói à, thánh chủ lão tăng ngọc chân cũng nhìn không quen hành vi của tên diệp ma đầu đặc biệt đến giúp ngươi một tay về lão tăng này chính là ngọc chân đại sư của tiêu quang minh thánh địa cũng tu luyện chư thiên thần vương công đức ấn uy lực môn ấn pháp này trong lòng ngọc chân biết rõ đáng tiếc hắn chưa thể từ trong bích họa lĩnh hội hoàn toàn toàn bộ môn ấn pháp này cũng chưa có cơ duyên đạt được tinh huyết của đế dự thần vương lần này thấy diệp phúc cùng thánh chủ hạ gia tương tranh ngọc chân đại sư lập tức biết được vận may của tiểu quang minh thánh địa đã đến nếu như có thể từ trong tay hai người này lấy được toàn bộ môn thần vương ấn pháp tiểu quang minh thánh địa tất sẽ tăng nhanh thế lực một bước sánh ngang với tam cung không lâu sau diệp phúc cùng thánh chủ hạ gia liền xuất hiện trong hai tòa đại trận của chu thiên tinh cung hai tòa đại trận này bao lấy tinh vực rộng lớn cả tỷ vạn dặm những ngôi sao to lớn giữa không trung trôi nổi từng tôn chư thiên tinh quân cổ xưa đang nghiêm trang khoanh chân ngồi bên trên các tinh thần tinh đấu mỗi một tôn tinh quân đều to lớn giống như tinh cầu như ma như thần bên trong mảnh đất tinh vực này thời gian trôi nhanh hơn so với thế giới bên ngoài cả nghìn vạn lần dù có vạn năm thọ nguyên cũng sẽ không trong khoảnh khắc bị tức đoạt sạch sẽ hóa thành một đống xương khô tiểu tớ người tại sao không chạy trốn nữa đi bạo khí quanh thân thánh chủ hạ gia càng ngày càng đậm mặt mày méo mó ha ha cười lớn nơi đây chính là chỗ chết của ngươi ta hà tất phải trốn đấy diệp phúc khẽ cười thần khí điềm đạm không nhìn ra một chút lo sợ nào trong chu thiên tinh cung rất nhiều đệ tử tinh cung lúc này đang thư động hai tòa đại trận nhìn thấy diệp phúc và thánh chủ hạ gia xông vào bên trong vội vàng dừng lại nhìn về dương tả sử và phạm hữu sử cao giọng nói tả sử hữu sử diệp thiếu bảo và thánh chủ hạ gia Hai người đã tiến vào trong đại trận tinh cung của chúng ta rồi Bây giờ nên làm gì Diệp thiếu báo Nhiều lần đối nghịch với tinh cung ta Hạ lì cũng dự định tranh đoạt ngôi vị với tinh đế Hai tên này đều đáng chết cả Dương tả sử giữ tận Cười một tiếng nói Toàn lực thôi động hai tòa đại trận này Đem hai tên này luyện hóa thành ba hết đi Ngọc chân đại sư của tiểu quang minh thánh địa Cũng vào trận rồi Có người kinh hô Dương tả sử nảy sinh ý ác độc hắn lên tiếng lão lửa ngốc này là tự tìm đường chết giết luôn một thế tốc độ của yêu chủ và đám người chậm hơn so với diệp phúc và hạ gia thánh chủ so với thánh chủ tiểu quang minh thánh địa ngọc chân đại sư cũng muốn kém hơn không ít khi bọn họ đuổi tới trước tòa đại trận chỉ thấy đại chu thiên tinh đấu đại trận và tinh hà chủ quang đại trận đã hoàn toàn khởi động âm âm vận chuyển mặc dù là bọn họ dễ dàng ở vào giữa cũng không thể tiến vào trong đó trợ giúp diệp phúc được Yêu chủ sắc mặt kịch biến Tức giận hồn hề nói Lần này thì nguy rồi Thiếu bảo cái tên tiểu tử này Thật đúng là một cái đèn cạn dầu mà Lần nào cũng đều gặp phải rắc rối cả Ta xem lần này hắn làm như thế nào để thoát thân đấy Hai tòa đại trận của chu thiên tinh cung này Đều là cấm bảo cao nhất Từng giây từng phút đều xuống lại bên trong Được cho là trận pháp phùng mạnh nhất Hai trận hợp nhất có uy năng gần với thánh bảo Bọn họ đi tới bên cạnh hai tòa đại trận này Chỉ thấy trước mắt xanh mượt Mơ mơ hồ hồ bên trong một mảnh hỗn độn ngẫu nhiên có thể thấy được vô số ánh sao lấp lánh bên trong ngân hà bắt đầu khởi động như thể là một không gian vũ trụ độc lập ngăn cách với thế giới vô hoang yêu chủ mặc dù là đứng đầu thánh chủ nhưng tự nghĩ nếu chỉ dựa vào thực lực của một mình mình tuy rằng có thể xông vào trong trận nhưng căn bản không có khả năng phá vỡ hai tòa đại trận để cứu người ra huống chi trong trận còn có nhóm cao thủ hạ gia thánh chủ kia hơn nữa mặc dù bọn họ xâm nhập vào đại trận chỉ sợ tự thân cũng khó bảo toàn hai tòa đại trận đại chu thiên tinh đấu và tinh hà trụ quang này lợi hại đến cực điểm sau khi thúc giục nếu tiến vào trong đó tựa như tiến vào vũ trụ minh mông trời xanh mênh mông bắt ngát bên trong quang âm giống như tiễn nhật nguyệt như lăng ngay lập tức ngàn năm vạn năm chỉ sợ ý một chút thôi sẽ là phải chết ở trong đó nghe đồn hàn người cung ta có một thánh bảo chính là tổ sư nga hoàng sở luyện nếu có được bảo vật này, tất nhiên có thể chấn chủ hai tòa đại trận này, chấn áp uy năng đại trận mà bình an ra vào. Quỳnh tiêu cung chủ cao mày nói. Tuy nhiên cái đáng tiếc chính là cái thánh bảo này chỉ là truyền thuyết mà thôi, cũng chưa ai từng gặp qua nó, giấu ở nơi nào. Ta chỉ là có thể ngẫu nhiên cảm giác được sự hiện hữu của nó thôi. Dựa vào năm vị thánh chủ cao nhất chúng ta, hơn nữa đều tự có uy năng cấm bảo, đích xác có thể tiến vào hai tòa đại trận này, nhưng là rất nguy hiểm chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ xa vào không biết nơi đâu. Tuần sư cổ cũng nhíu mày nói, dựa vào cao thủ tinh cung này, hẳn là trong thời gian ngắn vẫn không thể luyện chết chúng ta được, chỉ sợ tinh đế ra tay. Thực lực tinh đế có thể đem uy năng hai tòa đại trận này phát huy ra được chín thành, thậm chí nhiều hơn. Nếu hắn ra tay, chúng ta năm người trong khoảnh khắc sẽ bị luyện hóa thành cho tàn, đương nhìn thân xác sẽ không còn. Khoa phụ cảnh văn lớn giọng mà nói, Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng ở chỗ này mà đợi hay sao? Đấy. Yêu chủ đột nhiên nói. Con rể của ta từ trước đến nay đa mưu quỷ kế, mưu trí hơn người. Nếu hắn dẫn dụ hạ ly vào trong trấn thì hắn chắc chắn có thể tự bảo vệ mình. Khẳng định có thể an toàn trở ra. Không nhọc lòng chúng ta phải lo lắng. Quỳnh tiêu cảnh tiêu và đám người cẩn thận suy nghĩ. Quả thật là như vậy. Không nói đến Diệp Phúc từng đại náo Hàn Nguyệt Cung. Làm cho Hàn Nguyệt Cung không thể có lực ứng đối thậm chí làm cho ngọc tiêu công chủ thê tử của ma hoàng phải mặt sám mày cho chật vật đến không chịu nổi bị chấn áp lâu đến hàng trăm năm lần này đơn thuần diệp phúc tiến vào trong chu thiên tinh cung nhất cử nhất động đủ để chân đời khiếp sợ khiến cho quỳnh tiêu và đám người tự thẹn không bằng thử hỏi ai dám can đảm dắp mặt đối nghịch với tinh đế dám can đảm lợi dụng ba vị vua hoàng bức tinh đế và ba vị vua hoàng cấm pháp phân thân quyết chiến đây nhưng diệp phúc thì dám cố tình ở giữa nhiều cự vô phách mà chạy nhảy tuy rằng bất cứ lúc nào cũng có khả năng tan xương nát thịt nhưng vẫn tiêu dao từ trước đến nay. Người tốt sống không lâu, kẻ có nạn lại sống ngàn năm, tên tiểu tử thiếu bảo này nhất định có thể sống ngàn năm, vạn năm thậm chí càng lâu hơn. Khoa phụ Cảnh Văn Thánh chủ lẩm bẩm nói. Mà trong đại trận, Diệp Phúc và Hạ gia Thánh chủ lập tức cảm giác được áp lực quanh thân đột nhiên tăng bạo, lập tức tăng cường nhiều gấp hàng vạn lần, có áp lực này đủ để đem đỉnh cao nhân hoàng đại bạo trong giây lát thân thể bọn họ trở nên vô cùng trầm trọng diệp phúc dẫn đầu tiến lên kiếm mộc thần trường cứng rắn mà chống lại nhưng không tự chủ được rơi vào phía trên một quả tinh cầu hạ gia thánh chủ theo sát tới thân hình vừa hạ xuống xa xa tương đối với diệp phúc tu vi của hắn đã thâm hậu đến nỗi diệp phúc không thể sánh bằng giờ phút này thậm chí chưa từng tế lên vu bạc vù từng đạo ngân hà chạy trồm trụ sáng long lánh hướng chỗ tinh cầu này cọ rửa mà đến loại ngân hà này mang đi quang âm của bất cứ kẻ nào làm cho người ta trong khoảnh khắc đã chết già khoảnh khắc ngàn năm ai có tuổi thọ dài như vậy để tiêu xài đây chỉ một thoáng phía trên viên linh cầu này trụ quang đã chặt ngập từng đạo sao xa, xa lưu động diệp phúc và hạ gia thánh chủ đã cảm giác được thọ nguyên tự thân không ổn tinh khí quanh thân bất cứ lúc nào cũng có thể bị ngân hà trụ quang thổi quét một hồi mất mạng ngay tại chỗ kiểu đình Trấn thần châu đỉnh đầu hạ gia thánh chủ đột nhiên hiện ra từng tòa đỉnh lớn trong đỉnh đại lục lơ lửng trong đó sáu miệng đỉnh lớn rõ ràng là cấm bảo do vũ hoàng lợi chế ý đồ của hắn lần này là cướp lấy địa vị lãnh tụ thống xóa các thánh địa lớn lại e sợ không phải đối thủ của tinh đế lo lắng tinh đế dùng cấm bảo để hắn bởi vậy khi nghe một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lấy ra hết thảy sáu miệng đỉnh lớn của hạ gia để mà tự bảo vệ mình hạ gia luyện chế lại một lần ba đỉnh thiên địa dương hết thảy đều là nhân hoàng chi bảo hơn nữa là loại cao nhất nhân hoàng chi bảo uy năng cũng không kém hơn cấm bảo ván thành phẩm tuy nhiên trong đó thiên đỉnh bị giờ Phúc cướp đi chỉ còn lại có hai đỉnh địa và dương giờ phút này cũng bị hắn lấy ra còn có một miệng thiên đỉnh là hạ gia thánh chủ tự mình sở luyện uy năng so ra kém miệng thiên đỉnh bị giờ Phúc đánh cắp kia nhưng hiện giờ hơi thở kiêu đỉnh liên kết so với cấm bảo bình thường đều rất khủng bố tản mắt ra rung động thậm chí đem từng đạo ngân hà trụ quang cắn nát diệp thiếu bảo chấm có sáu đại cấm bảo bảo vệ ở trong tay chấn nát chư thiên chỉ cần đứng ở chỗ này liền có thể tiêu hao chết ngươi được rồi hạ gia thánh chủ cười ha hả chấn trụ chạy về phía quanh thân ngân hà trụ quang ngưng mắt nhìn về phía diệp phúc không khỏi giật mình kinh hãi chỉ thấy đỉnh đầu diệp phúc đột nhiên hiện ra một tòa bảo tháp 16 tầng bảo tháp treo cao từng đạo ngân hà vọt tới lại bị bảo tháp này nút trôi cầu vồng giống như hút vào bên trong thân tháp vậy tòa bảo tháp này so với kiều đỉnh của hạ gia còn muốn thần diệu hạ gia thánh chủ tế lên kiều đỉnh là dựa vào uy năng kiều đỉnh đối kháng ngân hà trụ quang tiêu hao tu vi của mình mà Giệp phúc tiến lên di la thiên địa tháp cũng là cắn nuốt uy năng ngân hà trụ quang căn bản không cần vận dụng pháp lực bảo tháp tự động sẽ đem cho uy năng đại trận tinh hà trụ quang cắn nốt không còn không lo làm tổn thương tọa nguyên của Giệp Phúc. Tiêu Hào chết ta ư? Hà Ly, chúng ta không bằng đứng ở chỗ này, ai cũng không nên động thủ, nhìn xem ai sống đến cuối cùng nào. Diệp Húc một tháp thế lên, liền khiến đại trận đại chu thiên tinh đấu và đại trận tinh hà trụ quang không còn chút đất nào để dụng võ, tủm tỉm cười đề nghị. Ao một tiếng, đột nhiên lại có một quả cầu tinh cầu bay tới. Chỗ phía trên tinh cầu này, một mặt đại kỳ cao tới mấy trăm vạn trượng lay động, hóa thành một pho tượng cổ thần, vươn ra bàn tay to giống như đám mây che trời, hướng Diệp Húc và hạ gia thánh chủ hung hăng chụp tới. Đây là một pho tượng chu thiên tinh quân, đầu rồng thân người, xiêm sinh long giác khắp cả người vẻ ngược xích đỏ như lụa bộ mặt dữ tận khủng bố bàn tay của hắn trải rộng long lân giống như long chảo một trưởng úp xuống gần như che lấp một nửa viên tinh cầu này như ta nghe thấy như ta nghe thấy một pho tượng phật lớn đột nhiên xuất hiện trong khuôn cùng vũ trụ trong tinh không quanh thân phật quang diệu thể mở từng đạo ngân hà trụ quang bước nhanh ra mỗi bước ngàn dặm trong thời gian ngắn đi đến chỗ tinh cầu nơi diệp phúc và hạ gia thánh chủ đứng một quyền đánh ra đánh bay cái vị chu thiên tinh quân này hạ gia thánh chủ giờ phút này chu thiên tinh cung đã thúc giục toàn lực đại trận chu thiên tinh đấu và đại trận tinh hà chủ quang trở về ta trong trận trong khoảnh khắc ta không thể phá trận mà ra trong lòng bàn tay đại phật ngọc chân đại sư khoanh chân mà ngồi giống như cổ phật trong tay phật cười dài nói lão tăng và thánh chủ sẽ có một thương lượng với nhau lão tăng của ngươi liên kết cùng nhau diệt trừ ma đầu diệp thiếu bảo kia tuy nhiên chư thiên thần vương công đức ấn lão tăng muốn một phần mặt khác lão tăng còn có thể cam đoan hai tòa đại trận này lập tức sẽ ủng hộ ngươi vì lãnh tụ của các thánh địa lớn và địa vị của tinh đế ngang nhau ý của ngươi như thế nào ông một tiếng từng mặt đại kỳ bay tới trong nhé mắt lại có hơn 10 tôn chu thiên tinh quân hình dung cao cổ hình thù kỳ quái xuất hiện như rồng như rắn thiên kỳ bách quái như ma như thần nhất tề hướng viễn cổ đại phật đánh tới ngọc chân đại S. đây là uy năng đại trận chu thiên tinh đấu 365 mặt tinh phiên đều tự có một pho tượng chu thiên tinh quân uy năng mỗi một tôn chu thiên tinh quân đều tương đương với một pho tượng đỉnh cao nhân hoàng thậm chí uy lực của nó gần như có thể chống lại các bậc tuyệt đại cường giả như ứng tông đạo tinh đế loại cường độ này công kích mặc dù là cấm bảo cũng không chống lại được Ngọc Chân đại sư thế thế, không khỏi thay đổi sắc mặt, vội vàng phấn khởi chống lại. Chỉ nghe tiếng nổ không dứt, trong đó, một pho tượng đầu người thân chim, Chu Thiên Tinh Quân bị viễn cổ đại Phật một quyền đánh nổ. Lập tức hơn 10 đạo công kích dừng ở trên người đại Phật, đem cái đại Phật này luyện chế thành tấm bảo, đánh cho quay cuồng mà ra. Mà Tôn Chu Thiên Tinh Quân bị đánh bảo kia, chỉ thấy tinh phiên lay động một cái, lập tức lại từ bên trong tinh phiên nhảy ra, vẫn là trạng thái toàn thịnh như cũ. Thế này làm sao mà đánh đây? Ngọc Trân đại sư không khỏi sợ hãi Sự bình tĩnh thông dong vừa rồi Đã không cánh mở bay Lão thất thanh nói Hạ gia thánh chủ cũng hừ lại một tiếng Thẳng như nói Ngọc Trân Ngươi quả nhiên thức thời Đầu nhập vào chỗ chấm Chấm tự nhiên sẽ cho ngươi chỗ tốt không thể tưởng tượng Tuy nhiên Tại đây trong hai tòa đại trận Ngươi muốn cùng chấm bàn điều kiện sao Uy hiếp chấm sao Ngươi sai chủ ý rồi Ngọc Trân Ngươi chỉ có một con đường để đi Chỉ là có thể làm chó cho chấm mà thôi tạm thời đỡ thế công của chu thiên tinh quân đợi chấm sự tử xong diệp thiếu bào sẽ phá trận lúc đó ngươi còn có một con đường sống nếu không thì chỉ có một con đường chết mà thôi ngọc chân đại sư sắc mặt kịch biến sớm tối bất định thúc giục viễn cổ đại phật ra sức chống lại thế công hơn mười vị chu thiên tinh quân chỉ thấy xa xa quần tinh để ép mà đến từng mặt tinh phiên lay động trong đó từng cỗ từng cỗ không kém khí tức của tinh đế cường hoành phóng lưng cao hiển nhiên là đại trận chu thiên tinh đấu đã bị cao thủ tinh cung thúc giục nhất định sẽ càng ngày càng nhiều tinh quân lao tới nếu như lấy thực lực của y mặc dù có được viễn cổ đại phật cũng khó có thể tự bảo vệ mình diệp phúc khẽ mỉm cười hạ giọng nói ngọc chân ngươi còn có con đường thứ hai có thể đi được đó chính là làm chó cho diệp mỗ thay diệp mỗ đỡ thế công của chu thiên tinh quân đợi diệp mỗ xử tử xong hạ ly liền có thể phá trận mà ra nếu không ngươi chỉ còn con đường chết mà thôi Ngọc chân đại sư tức giận vô cùng cười cả giận mà nói: Diệp thiếu báo người cũng dám trêu đùa lão tăng sao? Lão tăng mặc dù cũng làm chó cũng muốn làm chó cho một chủ nhân cực đoan mạnh mẽ cứng rắn kìa. Hạ à, gia thánh Chú lão tăng liền tin tưởng ngươi một lần, chỉ cần ngươi có thể phá trận lão tăng được ra ngoài, lão tăng liền hoàn toàn đầu nhập vào chỗ ngươi. Tiểu Quang minh thánh địa cũng sẽ theo ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó vậy. Thật đáng tiếc ta muốn để lại cho ngươi một mạng, Chẳng ngờ ngươi tự tìm đường chết như vậy Diệp Phúc lắc lắc đầu Đột nhiên tiến lên Ngọc Lâu Cười ha hà nói Hạ Ly ở trước mặt ta hãy run rẩy đi thôi Kính xin lão tổ rời núi Trong Ngọc Lâu Hơi thở tối tăm phóng lên cao Chỉ nghe trong lâu truyền tới một thanh âm Như từ xa xưa truyền lại vậy Lão tổ ta Người được cưng vị nghịch tặc loạn thần tặc tử Phá hư đại hạ giang sơn ta Hết thầy phải chết cho ta lạch cạch lạch cạch một cái mai rùa bằng cỡ cái vung lớn trong ngọc lâu rất xuống chồng vó lên trời cố gắng dễ rùa một lát ngước cổ cả giận nói còn không mau mau đem lão tổ nâng giấy trong ngọc lâu của diệp húc mà là dư hết nhìn đông tới nhìn tây đột nhiên ánh mắt sáng lên chỉ thấy trong đảo nhỏ phía trên ngọc hoa giao trì một gốc cây ngọc thụ kình thiên dựng lên hòn đảo này giống như một tòa đại lục cực kỳ rộng lớn ở trung tâm các đảo nhỏ tiên linh khí tràn ngập mơ hồ nhìn thấy trùng trùng thiên 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 cung thiên khuyết trong đó đều có một tôn nữ đế ở trong nội cung thu tiên khí tu luyện đây là diệu dụng của di la thiên nguyên thủy bảo quyển cấm pháp này tu thành 33 tôn thiên địa pháp tướng tốc độ phun ra nút vào linh khí cực kỳ khủng bố mỗi một tôn thiên địa pháp tướng tốc độ phun ra nút vào linh khí đều nhiều gấp mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần các cấm pháp khác hơn nữa có thể nói tốc độ tu luyện 33 tôn thiên địa pháp tướng đủ để đem tuyệt đại đa số tâm pháp cấm pháp trên thế gian ném cách xa vạn dặm Ma La rời bước đi thẳng về phía trước Xuống mảnh thiên cung tiên khuyết kia Chỉ thấy một thiếu nữ thanh tú Ở trong tiên linh khí Quanh chân mà ngồi Quanh thân thải phượng rong chơi Cao thấp phiên phi Quay trong quanh của nàng Trông thật xa hoa Không khỏi thầm khen một tiếng Cười dài nói Tiểu muội muội lớn lên không tệ Ta càng thấy thương yêu Hai người chính là thế tử của thiếu bảo đệ đệ hay sao Phượng yên yêu trong lòng cả kinh Chú ý tới Ma Vội vàng đứng dậy cười nói Chào tí tỷ, xin hỏi tí tỷ là Nàng trong lòng có chút buồn bực Mà là dư hạp phóng tự nhiên Giống như đại tỷ tỷ ở nhà bên Làm cho người ta vừa thấy liền không khỏi sinh ra cảm giác ỉ lại Nhưng bên trong lại lộ ra một loại giá tính phóng đẳng So với yêu tộc nữ tử Thậm chí còn muốn điên cuồng hoang dã hơn Ta gọi là Malazu, là tỷ tỷ thiếu bảo. Nghe nói hắn đã thành thân rồi, nên tới xem mặt của ngươi một cái. Mà là dư ánh mắt chấp động Hướng Phượng Yên Nhu đi đến Cười nhạt nói Tỷ đúng như lời thiếu bảo nói Nếu tỷ vào lòng tân nương của hắn Tân nương tự nhiên sẽ có chỗ tốt Nếu tỷ không hài lòng Phượng Yên Nhu trong lòng cảnh giác Âm thầm đề phòng Trong giọng nói không tự chủ được Lộ ra một chút tịch ký Hé miệng cười dịu dàng nói Tỷ tỷ Nếu ngươi không hài lòng Thì sẽ như thế nào Mùi thuốc súng giữa hai nữ nhân đã dần dần đậm đặc hơn khiếu sắc nữ nhân trời sinh so với nam nhân nhạy bén hơn rất nhiều tâm tư nhẫn nhụi phơ như phát phượng yên nhu theo lời của malazu đã thấy được ý thù địch của malazu loại thù địch này gây nên hiển nhiên là bởi vì nàng và diệp phúc đính hôn bởi vậy khiến cho phượng yên nhu không thể không âm thầm đề phòng loại đề phòng này không phải là bởi vì địch ký malazu gây nên mà là lo lắng malazu sẽ vung đao cướp mất người yêu do đó phải để tâm phòng bị nếu tỷ không hài lòng thì sẽ chém một đao Ma dư nét mặt tươi cười như hoa, phong tư cao cao làm cho trước mắt người tỏa sáng. Phượng Yên Nhu giọng điệu càng thêm dịu dàng, cười dài nói: "Không biết tiểu muội có thể khiến tỷ tỷ vừa lòng hay không?" "Tiểu muội muội, ngươi quả nhiên xinh đẹp, ngươi lại thông minh lanh lợi." Dư cười càng ngày càng đậm đà, dịu dàng nói: "Tuy nhiên, tỷ tỷ không hài lòng, chính là muốn chém ngươi." Xẹt một ma đao màu ngăm ngăm đen đột nhiên hiện ra trước cổ của phượng yên nhu ánh đao vừa chuyển đầu nhọn hướng lên phần cổ của nàng cắt tới ác độc bẻ hoa quyết đoán đến dị thường phượng yên nhu phản ứng cực nhanh cong ngón búng ra chỉ thấy đầu ngón tay phát ra hơn 10 đạo cấm chế đem cổ ma đao đánh văng ra lập tức dựng thẳng bàn tay lên bổ tới đinh linh một tiếng đem cái đao bất diệt chi bảo do ma hoàng sở rèn này một trưởng chặt đứt cười nhạt nói tỷ tỷ người cũng rất xinh đẹp Tuy nhiên đáng tiếc là người ta, đối với người cũng không hài lòng. Nàng thân hình vừa động, giống như dao phượng bay lượn. Trong thời gian ngắn, liền tới trước hoạt Malazu. Trong mặt tay hàng nghìn hàng vạn cấm chế, chen trúc mà ra. Đủ loại tổ hợp cấm chế, trận vân len keng. Giống như sắt thép lũ lượt, thay đổi kích thước. Bong bong rung động, đem Malazu bao phủ. Khá lắm, mạnh mẽ lắm tưởng bởi muối. Malazu tuy rằng bị nàng đánh gãy ma đao, cũng không để ở trong lòng chút nào hiện giờ tu vi của nàng đã tiến rất xa đã tu thành bất diệt thân thể trở thành đại vua tam bất diệt cảnh thân thể phía sau đột nhiên hiện ngàn cánh tay bàn tay mở ra mắt ma trận trừng lập tức hư không vặn vẹo từng đạo cấm chế cắn nát cười khanh khách nói tuy nhiên người muốn cùng tỷ quyết đấu hãy còn kém xa oanh một tiếng không gian tầng ngọc lâu thứ nhất của diệp phúc bị hai thiếu nữ giao thủ sinh ra dư chấn sóng xung kích đột nhiên kịch liệt rung động cấm pháp hai nàng tu luyện đều vượt xa với thường nhân. Tu Vi mặc dù là tam bất diệt cảnh, thân thể bất diệt kỳ, nhưng Tu Vi thực lực đều vượt xa đại vô cảnh giới, thực lực đều cực kỳ mạnh. Hống hách vừa ra, liền long trở lại đất. Đám người hùng bi đang ở trong núi luyện đan, đột nhiên chỉ thấy trong ngọc hoa giao trì truyền đến hai cỗ khí tức cường hoành dị thường. Tiếp theo một đám mây hình nấm từ từ dâng lên. Kim giác và Ngân giác hai gã đồng tử lập tức nhàn họng nhìn chân chối, chỉ có hùng đại lão gia vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu uống một hớp tiên trà ha hả cười nói hậu viên của chủ công cháy to rồi ai... làm sao bây giờ làm sao bây giờ kim sắc ngăn giác tất cả đồng thanh nói hai bà cô này ở trong ngọc lâu của lão gia đánh nhau chúng ta hẳn là phải khuyên can một lời mới phải bình tĩnh hai vị chủ mẫu gia thú đơn giản là tranh một chuyến ai lớn ai nhỏ mà thôi các ngươi đã gặp các nàng vẫn vui vẻ ra mặt là được can xài dao há mồm nuốt chừng thiên trà ôm ôm nói hồng bi đột nhiên đứng dậy kim giác ngân giác nghĩ đầu gấu này muốn lên trước khuyên bảo nhưng đã thấy gấu chó đi thẳng đến lò luyện đan nói nhỏ đan của ta sắp chín rồi mà lúc bấy giờ tiểu muội muội tu vi của ngươi đích xác rất mạnh tuy nhiên muốn tranh thất chấp với tỷ tỷ vẫn còn mềm một chút kìa thân thể ma la dư chấn động đỉnh đầu bày ra trồng chất thập phương ngô minh ma giới từng cái ma giới trong địa ngục đều có một tòa diêm la ma điện đều có một vị nữ tướng diêm la vương chấn thủ nhất thể ra tay thể hiện đủ loại dị tượng hướng phượng yên nhu công tới lập tức quy lực bạo tăng khiến thực lực của nàng lập tức tăng lên nhiều gấp 10 lần tỷ tỷ người so với tiểu muội vẫn còn kém một bậc kia phượng yên nhu cười dài nói phía sau nàng tam thập tam thiên giới xuất hiện 33 tôn nữ đế hiện thân thực lực bạo tăng 33 lần lập tức đem ma la dư áp chế hai nữ tử ở trong ngọc lâu của diệp phúc đánh cho long trở là đất ma La dư dần dần không địch lại không thể không bên tiến bên lui bị phương yên nhu bước lên không trung tiến vào tầng thứ hai ngọc lâu của diệp phúc mà ở bên ngoài ngọc lâu trong hai tòa đại trận chắc chắn diệp phúc sám xịt phách khả lão tổ khi chưa đi ra tản mắt ra hơi thở thật sự là khủng bố thậm chí quấy nhiễu sự vận hành của chu thiên tinh đấu đại trận và ngân hà trụ quang đại trận dòng điệu hống hách tuy nhiên tư, tư thế xuất chướng lại kém sang rất nhiều Bề ngoài thật không tốt Đây là bởi vì Tấm bia đá trên lưng của nó thật sự quá nặng Trọng tâm không ổn định Bởi vậy mỗi lần xuất hiện Đều là bốn chân chồng lên trời Ngọc chân đại sư thất thanh cười nói Diệp thiếu bảo Đây sẽ là quân bài cuối cùng của ngươi chưa lật hay sao Một lão quy ngay cả chính mình Cũng không vươn qua nổi thân Hay là ngươi lo chính mình chết quá chậm đây Không cần hạ ra thánh chủ ra tay Lão tăng chỉ cần một tay Có thể đem ngươi vào lão quy này Đập chết tất cả Diệp Phúc thở dài, giơ tay nâng phách hà lão tổ, đem lão tổ nhấc lên một cái. Cần trước, Diệp Phúc và Triều Công Thiều, Già La, Tu Đề, Bảo Hiền cùng đám người liên kết mới đưa phách hà lão tổ nhấc lên được. Nhưng hiện giờ, Diệp Phúc tu luyện bản vương khai thiên kinh, lấy hồng mông tử khí đúc lại thân thể. Thân thể đã mạnh tới mức mà thánh chủ cũng muốn ngưỡng vọng. Thân thể mạnh mẽ có thể dẹp ngang với tinh đế và ứng tông đạo loại cự vô phách này. Lực lượng cường mạnh ngang vô hoàng, bởi vậy đem phách hạ lão tổ nhấc lên cũng không có gì khó khăn tấm bia đá trên lưng phách hạ lão tổ này lớn nhỏ tùy thân nếu thân thể lớn thì nó cũng lớn đồng dạng trở nên càng chìm và càng nặng ép tới việc lão tổ có thể so với vô hoàng này cũng vẫn không thể nhúc nhích được phách hạ lão tổ ư. lão tổ tông không ngờ là ngươi hạ gia thánh chủ rất cục cũng thấy diện mạo thật của bá hạ lão tổ không khỏi vừa mừng vừa sợ cất tiếng cười to diệp thiếu báo người nhất định phải chết người có biết không trung châu hạ gia ta từ trên xuống dưới không một ai không nghĩ tới giải cứu phách hạ lão tổ dựa vào lực lượng của lão tổ khôi phục lại vinh quang đại hạ cuối cùng giờ đây đã đạt được ước muốn rồi đây tất cả đều là do diệp thư bảo ngươi ban tặng với kiều đình trên đỉnh đầu vẻ mặt y hưng phấn hăng hái bước nhanh về phía trước nhân sinh đắc ý cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi hắn cười ha ha nói lão tổ tông chấm là đương kim trung châu hạ gia thánh chủ hiện giờ đại hạ ta đã bị đại thương tiêu diệt nhưng của lão tổ tông tương trợ phục quốc không phải là lời nói xuống thống nhất vua hoàng cũng không phải là lời nói xuống lão tổ kiểu đại cấm pháp của hạ gia ta trong đó thiên địa dương ba cấm đã thất lạc kính xin lão tổ tông bảo cho biết ba đại cấm này ra một tiếng trên đỉnh đầu của hắn thiên địa dương ba đỉnh đột nhiên dập nát vỡ vụn thành vô số khối cũng là do phách khả lão tổ cong ngón búng ra liền đem ba tòa đại đỉnh này chấn vỡ lập tức một cỗ thật lớn dẫn lực truyền đến đem tất cả mảnh vỡ của ba đại đỉnh thổi quét gào thét chạy trồm thẳng hướng phách hạ lão tổ mà đi lại vào lúc này chỉ thấy đỉnh đầu của phách hạ lão tổ cũng nhiều hơn ba miệng đại đỉnh tràn ngập ra từng cỗ hơi thở cấm bảo mạnh mẽ đến cực điểm chính là ba đỉnh mà hạ gia thất lạc hơn 10 vạn năm thiên địa dương ba tòa đại đỉnh này lại cắn nuốt hết thảy mảnh vỡ lập tức quy năng trở lại mạnh mẽ hơn vài phần hạ gia thánh chủ mừng rỡ run giọng mà nói Lão tổ tông không ngờ ngài tìm được ba tòa đại đỉnh này Hắn kích động thanh âm run rẩy Khó có thể tự giữ được Chỉ cảm thấy trời giáng xuống trước bánh có nhân Thay nhau mà rơi chúng chính mình Nện đến mê muội đầu óc Không biết vì sao hai mắt đấm lệ mông lung Cười to nói Trời thấy hạ ra kiều đỉnh rứt cuộc Cũng có thể hợp một mà về rồi Đã có được cấm bảo siêu việt Trở thành uy năng thánh bảo Có được kiều đỉnh này hơn nữa lại có lão tổ tông Cái gì mà tinh đế cái gì mà ứng tông đạo Hết thầy phải chết cho ta Lão Tổ có nhìn ra cái gì hay không Mà Diệp Húc lúc này thấp giọng nói thách khả Lão Tổ gương lại một tiếng Gắt cao nhìn thẳng hạ gia thánh chủ Giống như đang nhìn một đám tôm tép nhã nhép vậy Lão ta điểm như nói Lão Tổ ta sớm đã nhìn ra Thiếu bảo Người nói quả nhiên là đúng Tiểu tử này huyết mạch đích xác có được đại hạ huyết thống đáng tích bên trong huyết mạch của hắn còn kèm theo những thứ huyết thống khác nữa cực kỳ cao đẳng mơ hồ của huyết mạch của thằng nghệ hoàng kia sơ hở nhỏ này lại lộ ra là y dấu đầu lời đuôi ngay lão tổ ta sớm đã nhìn ra thiếu bảo người nói quả nhiên là đúng tiểu tử này huyết mạch đích xác có được huyết thống của đại hạ đáng tích bên trong huyết mạch của hắn còn có kèm theo những thứ huyết thống khác nữa cực kỳ cao đẳng mơ hồ của huyết thống của cái tên nghệ hoàng kia Sơ hở nhỏ này lại lộ ra là y giấu đầu loài đuôi hạ gia thánh chủ nghe nói như thế nao nao trong lòng lập tức mơ hồ có một cảm giác không ổn kêu lên lão tổ tông chấm chính là đích thực con cháu đại hạ đương kim đại hạ thánh chủ kiểu từ này trong cơ thể căn bản không có huyết thống của đại hạ ngài ngàn vạn lần không nên nghe hắn ngậm máu phun người ngậm máu phun người sao người quá xem thường chỉ số thông minh của lão tổ ta rồi toàn thân phách khả lão tổ rung lên hơi thở lan ra tối sâu như vực trong phút chốc tràn ngập mấy ngàn vạn dặm chu thiên tinh đấu đại trận và ngân hà trụ quang đại trận lập tức có hơn một nửa trận thế bị đình chỉ vận chuyển ngọc chân đại sư và viễn cổ đại phật bị khí tức của nó đóng đinh trong tinh không trong lòng vừa kinh vừa sợ cử động vô cùng khó khăn còn có từng mặt tinh phiên đại kỳ chu thiên tinh quân cũng hết thảy bị pháp lực long trở lở đất của vua hoàng kia định trụ sau một lúc lâu mới có thể hoạt động được một chút hơi thở phách khả lão tổ mạnh mẽ tới cực hạn so với cái tên họ vua hoàng trong lịch sử lưu lại không kém chút nào cái vị đại hạ thủ hộ thần lần này rút cục thật sự nổi giận hư lạnh mà nói thiếu bảo khiến ta qua đó lão tổ muốn đích thân xử tử cái thằng nhãi này cho đại hạ ta báo thù rửa hận Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập truyện của ngày hôm nay của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại quý vị Ở tập tiếp theo của bộ truyện Trong các video sắp tới Xin chào và hẹn gặp lại